chào các con. Và hôm nay thì cô trò nhà mình đã đi vào giai đoạn cuối cùng của khóa HM6. Đề cuối cùng trong khóa HM6 của chúng ta chính là đề 15. Hôm trước thì cô đã dặn chúng mình là phải làm trước đề 15. Và hôm nay thì cô trò nhà mình sẽ cùng nhau chữa xem đáp án mà các con ra có trùng khớp với đáp án cô đưa ra không nhé. Câu hỏi số 1 trong đề 15. Hà có 5 lọ đựng số viên bi lần lượt là 22, 24, 26, 28 và 39. Số bi trong mỗi lọ đều có cùng màu xanh hoặc đỏ, tức là trong một lọ chỉ có màu xanh hoặc chỉ có màu đỏ. Nhưng trong 5 cái lọ này thì chúng ta chưa biết lọ nào mang màu xanh và lọ nào thì mang màu đỏ. Đề bài cho chúng ta rất rõ là gì ạ? Số bi trong mỗi lọ đều có cùng màu xanh hoặc đỏ. Và Hà thì sẽ cho An một lọ, rồi đếm số bi trong 4 lọ còn lại, thì thấy số bi màu đỏ gấp 3 lần số bi màu xanh. Em hãy cho biết bạn Hà đã cho An lọ có bao nhiêu viên bi. Các bạn thấy là trong 5 cái lọ này chúng ta cũng chưa biết lọ nào là sẽ đựng bi màu đỏ và lọ nào thì đựng bi màu xanh, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có một cái dữ kiện rất là quan trọng, đó là số bi còn lại của bạn Hà thì sẽ có số bi đỏ gấp 3 lần số bi màu xanh. Tức là số bi đỏ của chúng ta mà là 3 phần thì số bi xanh của chúng ta sẽ là 4 phần, phải không ạ? Đấy, đây chính là cái lập luận rất là quan trọng. Và đầu tiên thì các bạn sẽ lập luận cho cô này. Vì số viên bi còn lại, đúng không ạ? Có số bi đỏ gấp 3 lần số bi màu xanh. Nên là tổng số bi còn lại sẽ phải chia hết cho 4 phần, đúng không? Rồi, vậy thì cô sẽ lập luận cùng chúng mình nhé. Vì số viên bi còn lại của Hà có số bi đỏ gấp 3 lần số bi xanh. Nên tổng số viên bi còn lại là một số làm sao các con nhỉ? Chia hết cho 4. Được chưa? Là một số chia hết cho 4. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét xem là trong cái tổng ban đầu thì nó đã chia hết cho 4 hay chưa? Nếu nó chia hết cho 4 rồi ý, thì các con cần phải cho đi một cái lọ mà nó cũng chia hết cho 4, đúng không ạ? Thì cái phần còn lại mới chia hết cho 4. Nhưng mà nếu tổng cái ban đầu mà không chia hết cho 4 thì các bạn cũng phải cho đi một số không chia hết cho 4. Và cái số cho đi đó phải chia cho 4 có cùng số dư với tổng ban đầu. Tổng ban đầu chia 4 dư bao nhiêu ấy thì cái lọ mà cho đi sẽ phải chia cho 4 dư bấy nhiêu. Để làm gì ạ? Để tổng số bi còn lại của chúng ta là một con số chia hết cho 4. Vậy thì ở đây nhá, cô sẽ tính xem là tổng số viên bi ban đầu, được chưa ạ? Tổng số viên bi ban đầu ở đây cô có số viên bi lúc đầu là 22 cộng 24 cộng với 26 cộng với 28 và cộng với 39. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể cộng theo cái tính chất giao hoán để được các số tròn trục với nhau. Ví dụ cô lấy 22 cộng với 28 thì được 50 này, 24 cộng với 26 cũng được 50. Vậy chỗ này của cô là 100, đúng không ạ? 100 cộng 39 thì cô sẽ được 139 viên bi. Bây giờ chúng mình sẽ thử xem 139 thì có chia được hết cho 4 không nhé.
Các bạn thấy rằng dấu hiệu để nhận biết một số chia hết cho 4 là gì ạ? Hai chữ số tận cùng của nó sẽ phải chia hết cho 4. Mà hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 mà có cái chữ số ở hàng chục là 3 ấy, thì nó chỉ có thể là 32 hoặc là 36. Ở đây chúng ta sẽ chọn số 36 vì nó lớn hơn đúng không ạ? Và nó gần với 39 nhất. Đó. Vậy thì cái số 136 chia hết cho 4 dẫn đến 139 mà chia 4 ấy thì nó sẽ dư 3 đúng không ạ? Mà 139 nếu các bạn chia cho 4 thì sẽ dư 3. Đấy, chia cho 4 dư 3, đúng không? Nên cái số viên bi cho đi chia cho 4 cũng phải dư 3. Số viên bi Hà cho An. Là một số gì ạ? Chia 4 dư 3. Đó. Thế 22 chia 4 là dư 2 này, 24 thì chia cho 4, 26 thì chia 4 cũng dư 2, 28 thì chia cho 4 đúng không ạ? Và các con nhận thấy rằng chỉ có duy nhất số 39 này khi chia cho 4 thì sẽ có một số dư là 3. Bởi vậy nên là cái số bi cho đi đấy thì sẽ phải là số 39 đúng không? Vậy là trong các số này thì sao ạ? Trong các số Trong các số 22, 24, 26, 28 và 39 thì chỉ có 39 chia 4 dư 3. Đúng không? Vậy thì Hà đã cho An một lọ là 39 viên bi.